Các bạn đang nghe truyện đô thị siêu cấp y sư trên kênh TV Audio CV. Chương 1556, Hoắc Lâm Động Thiên, Thường Đại tiểu thư là thân thể thiên kim, dù đó là nguyên thú cấp thấp, chúng ta cũng không thể dễ dàng mạo hiểm. Nếu có gì xảy ra với đại tiểu thư, tần phủ sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bà lão trầm giọng nói. Trước đây ta có phụ thân che chở, không cần phải mạo hiểm, chỉ cần tĩnh tâm tu hành nhưng bây giờ phụ thân không còn ta phải gánh vác gia tộc không mạo hiểm thì sao có thể thành công hơn nữa ta muốn đột phá hiểm cảnh chính là cơ hội tốt nhất để tu hành cô gái mặc áo trắng nhấc đầu nhìn về phía dãy núi hùng vĩ trải dài xa xôi trong mắt lộ ra một vẻ kiên quyết đại tiểu thư ngươi định bà lão nghe vậy sắc mặt biến đổi không sai mùa đông năm nay ta sẽ dẫn tộc nhân và gia tướng tiến vào nguyên thú sơn săn bắn cô gái mặc áo trắng trầm giọng nói tuyệt đối không thể nguyên thú sơn vô cùng nguy hiểm đại tiểu thư ngươi là tương lai của tần phủ nếu xảy ra chuyện gì bà lão nghe vậy sắc mặt lại biến cầu giàu sang từ trong nguy hiểm nguyên thú sơn tuy nguy hiểm nhưng cũng mang theo cơ hội hiện tại tần phủ bị phan gia chèn ép khắp nơi thu nhập dần suy giảm lòng người tan rã dù ta không vào nguyên thú sơn ngươi nghĩ tần phủ có thể thịnh vượng sao không chỉ có thể dần dần suy tàn cô gái mặc áo trắng cười đau thương bà lão nghe vậy trên mặt lộ ra một tia bi phẫn không nói gì thêm cũng không khuyên can từ cuộc trò chuyện của họ các đông hút thu được rất ít thông tin tuy nhiên nghe đối thoại của họ ánh mắt vốn đầy tuyệt vọng và bi thương của các đông hút lại ngày càng sáng lên dần dần lộ ra một tia hy vọng bởi vì từ cuộc trò chuyện của họ, các đông hút nhận ra rằng, không chỉ ngôn ngữ của họ hắn có thể hiểu, mà trang phục của họ cũng rõ ràng mang đậm phong cách cổ đại của Trung Quốc. Hơn nữa, tất cả đều có làn da vàng và tóc đen. Còn về thất sắc long chu này, mặc dù bay trên trời, dù kích thước có chút khác biệt, nhưng hình dáng lại giống với long chu của Trung Quốc cổ đại. Tất cả những điều này đều chứng minh rằng, dù đây có là một thế giới khác, thì nó vẫn có mối liên hệ nào đó với địa cầu thậm chí trong dòng chảy lịch sử, có thể từng tồn tại sự giao thoa giữa hai thế giới này. Đã có sự giao thoa, chắc chắn sẽ có lối đi thông, nghĩ đến đây, các đông hút không kìm nén được nửa sự kích động trong lòng, hắn, vốn trầm mặc không nói, đột nhiên dãy dụa đứng dậy, chắp tay hướng về phía cô gái mặc áo trắng, mở miệng nói, vị cô nương này, cảm ơn ngươi đã tặng thuốc cứu mạng. Ta lạc đến đây bất ngờ, không biết nơi này là địa phương nào, ngươi, ngươi có thể cử động hơn nữa còn có thể đứng lên bà lão thấy các đông hút đột nhiên đứng lên chắp tay hỏi không khỏi trợn tròn mắt trước đó bà đã tự mình tra xét thương thế của các đông hút biết rõ với tình trạng của hắn dù có sử dụng thanh liên bổ tủy đan cũng khó mà chống đỡ được bà không ngờ rằng người vừa mới đây còn yếu ớt thoi thóp giờ lại có thể đứng lên nhưng bà đâu biết rằng các đông hút rất am hiểu về chữa bệnh lại thông hiểu một chút về sinh tử chỉ cần còn một hơi thở, hắn đều có thể khởi tử hồi sinh. Vừa rồi, hắn mượn dược lực của thanh liên bổ tủy đan để tu bổ thương thế, với tu vi long hổ cảnh và thân thể cường hãn nhờ tu luyện, bất diệt đế thân thể quyết, việc hắn có thể đứng lên không có gì là lạ. Đa tạ đại tiểu thư đã tặng cho ta thanh liên bổ tủy đan. Các đông hút chấp tay cảm tạ. Đều là người trong đồng đạo, ra tay cứu giúp là lẽ thường. Cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng đáp, ánh mắt thoáng chút trách cứ liếc bà lão một cái. Nàng không biết rằng thương thế của các đông hút trước đó thực sự rất nặng, người bình thường xem ra 8-9 phần 10 khó mà cứu sống được. Thấy các đông hút có thể đứng lên nói chuyện, nàng nghĩ rằng bà lão không muốn dùng thanh liên bổ tủy đan, nên cố tình phóng đại thương thế. Cô nương thật có lòng tốt. Ta tên là các đông hút, không biết cô nương xưng hô thế nào. Đây lại là nơi nào? Các đông hút lần nữa chắp tay hỏi hóa ra là các tiên sinh. Ta là Tần Nhã Anh, nơi này là ngoài thành Thương Minh. Tần Nhã Anh đáp. Ngoài thành Thương Minh. Các đông hút khẽ nhíu mày, trong đầu hoàn toàn không biết nơi nào là Thương Minh Thành. Nơi này thuộc về Nam Lan Quốc. Tần Nhã Anh bổ sung khi thấy các đông hút không nhận ra tên thành. Nam Lan Quốc. Các đông hút lại sửng sốt. Ngươi thậm chí còn không biết Nam Lan Quốc. Vậy sao ngươi đến đây? chẳng lẽ bị thương nặng đến mất trí nhớ người phụ nữ có đôi chân dài không nhịn được kinh ngạc hỏi ta không mất trí nhớ chỉ là vô tình lưu lạc đến đây các đông húc cười khổ đáp chẳng lẽ ngươi gặp phải không gian phong bạo sau đó bị cuốn đến đây bà lão từ trên xuống dưới quan sát các đông húc trong mắt lóe lên suy tư rồi đột nhiên hỏi không gian phong bạo các đông húc ngẩn người sau đó vội vàng gật đầu đúng đúng chính là không gian phong bạo. Ở đây cũng có không gian phong bạo sao, chưa từng thấy, chỉ nghe trưởng bối kể lại rằng, khi thiên địa có biến động lớn, không gian có thể bị xé rách, tạo ra không gian phong bạo. Một khi bị cuốn vào, trừ khi là kim đan lão tổ, nếu không ai cũng khó thoát ra. Dù may mắn sống sót, thì cũng đã bị cuốn đi rất xa, cả đời không thể trở về. Bà lão nói, ánh mắt nhìn các đông hút lộ ra vẻ thương hại. Tần Nhã Anh cũng không ngoại lệ, chỉ có người phụ nữ chân dài là tò mò đánh giá nam tử rất có thể đến từ một nơi xa xôi. Nơi này có kim đan lão tổ. Các đông hút nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh. Nam Lan Quốc chỉ là một tiểu quốc nằm ở ven hoắc lâm động thiên, làm sao có thể có kim đan lão tổ. Họ là những tồn tại thần tiên hàng đầu ở hoắc lâm động thiên, không phải là người phàm như chúng ta có thể tưởng tượng được, cũng không biết cách chúng ta bao xa người trả lời các đông hút lần này không phải bà lão, mà là Tần Nhã Anh. Khi nói, ánh mắt của Tần Nhã Anh hướng về dãy núi hùng vĩ xa xa, lộ ra vẻ kính nể và ngóng trông. Hoắc Lâm Động Thiên Hoắc Lâm Động Thiên Các đông hút lẩm bẩm bốn chữ này, đột nhiên cả người chấn động, rồi ngã ngồi xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, tâm trí như rơi vào vực sâu không đáy. Bởi vì Hoắc Lâm Động Thiên chính là một trong 36 tiểu động thiên trong truyền thuyết của Trung Quốc nơi mà các đông hút đã suy đoán là điểm đến của con đường đặc thù đó. Hiện tại, hắn đã đến nơi này bằng một cách khác, nơi mà trong suốt dòng chảy lịch sử, không ai từng quay trở lại. Những bậc tiền bối kỳ tài ngút trời của địa cầu từng bước vào đây đều không một ai quay về, thì hắn có thể trở về được sao, điều đó chẳng phải là nói rằng hắn còn giỏi hơn họ, các đông hút tuy tự tin, nhưng không tự tin đến mức mù quáng và tự phụ. Nhìn các đông hút ngồi bệt xuống đất, ánh mắt mờ mịt vô thần lộ ra vẻ tuyệt vọng và bi thương tần nhã anh thở dài một hơi nhìn hắn với ánh mắt đầy đồng cảm và bất lực thậm chí còn có một tia đồng bệnh tương liên nàng mới đây vừa mất đi người cha yêu thương nhất còn hắn người thân của hắn có thể vẫn còn sống nhưng lại trời nam đất bắc không biết đến bao giờ mới gặp lại được dịp bà bà hắn có phải sẽ không bao giờ trở về được quê hương của mình cũng không thể gặp lại người thân thật đáng thương a à người phụ nữ chân dài thấp giọng hỏi ánh mắt từ tò mò chuyển thành đồng cảm khi nhìn về phía các đông hút đó là điều chắc chắn nhưng có thể sống sót đã là may mắn bây giờ chỉ có thể để thời gian xoa dịu tất cả dù sao cuộc đời cũng chỉ trăm năm chẳng mấy chốc cũng sẽ qua đi diệp mổ mổ đáp giọng đầy tang thương như đang nói cho người phụ nữ chân dài nghe nhưng thực ra là dành cho các đông hút nhưng lời của diệp mổ mổ chẳng những không giúp xoa dịu mà ngược lại như lưỡi dao cắm vào tim cát đông hút. Tại sao ta lại muốn khám phá cái long hổ cảnh chết tiệt đó? Tại sao ta không thể dừng lại khi đã đủ, bây giờ dù có thêm 200 năm tuổi thọ thì có ích gì? Ta thà chỉ sống trăm năm và được ở bên người thân, người yêu của ta, thất sắc long chu bay qua núi non sông suối, chẳng mấy chốc đã đến một thành trì lớn được xây dựng từ những tảng đá khổng lồ. Trên cổng thành, có khắc ba chữ lớn, thương minh thành, toát ra vẻ uy nghiêm và nghiêm trang cửa thành, người qua lại rất náo nhiệt. Trong 10 người qua lại, có một người có tu vi, nhưng tu vi của họ rất thấp, chủ yếu là luyện khí tầng 4 trở xuống, chỉ mạnh hơn một chút so với người bình thường. Hiếm thấy có người đạt tới luyện khí tầng 4, tầng 5 trở lên. Những người có tu vi ấy sinh hoạt giống người bình thường, không có gì khác biệt. Thậm chí có những người cưỡi ngựa cao to, ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng là từ gia đình giàu có nhưng không có tu vi, lại dẫn theo những người có tu vi làm tùy tùng cảnh tượng này không thể thấy được trên địa cầu vì kỳ môn thuật sĩ đều có ngạo khí không có lý do đặc biệt họ sẽ không hạ mình làm người hầu làm hộ vệ ít nhất họ cũng phải có vị trí khách khanh cố vấn nhưng ở nơi này điều đó lại rất phổ biến dường như thuật sĩ ở đây cũng giống như những bảo tiêu luyện võ trên địa cầu tất cả những điều này đều cho thấy phong tục nơi này khác biệt với địa cầu nhưng các đông hút dường như không thấy chỉ ngồi yên trên thất sắc long chu mắt nhìn trống rỗng từ niềm vui sướng khi đột phá lông hổ cảnh hiện tại rơi vào một thế giới không thể trở về đối với các đông hút chẳng khác nào rơi từ thiên đường xuống địa ngục cái cảm giác chênh lệch cú sốc đó khiến cho dù có tâm tính kiên cường hắn cũng khó có thể khôi phục trong chốc lát tầng phủ nằm ở phía nam của thành thương minh tọa lạc tại phía đông diện tích rộng lớn hàng trăm mẫu vô cùng hùng vĩ trước cửa lớn là ba tượng đá kỳ lân cao tầm ba người hai người ôm lấy trụ cổng màu đỏ thắm, cánh cửa lớn lấp lánh với những chiếc đinh đồng và những chiếc khuyên đồng sáng loáng. Người giữ cửa mặt giáp nhẹ, đai lưng đeo kiếm, mỗi người đều có tu vi luyện khí tầng 2, ánh mắt sắc bén, sống lưng thẳng tắp, phát ra một sự dũng mãnh và nghiêm nghị. Chỉ cần nhìn qua cánh cổng này, cũng đủ làm người ta cảm thấy rợ người. Tình trạng thương thế của tiên sinh đã hồi phục chưa? Bên trong tầng phủ, tại một tiểu viện yên tĩnh, tầng nhã anh hỏi tần cô nương, đã hồi phục rồi. Các đông hút khẽ chấp tay đáp lời. Vậy ngươi tu luyện, tần nhã anh nói được nửa câu thì bất ngờ nhận ra rằng trên người các đông hút hoàn toàn không có sóng pháp lực, như lời dịp mổ mổ đã từng nói, dù có hồi phục cũng sẽ mất hết pháp lực. Ánh mắt nàng nhìn các đông hút không khỏi lộ ra vẻ đồng tình, rồi chuyển câu chuyện, khôi phục là tốt rồi, không biết tiên sinh có dự định gì tiếp theo, tiếp theo ư. Các đông hút nghe vậy, trong lòng chợt cảm thấy cay đắng hắn đã ở lại tầng phủ một tháng rồi thương thế của hắn dù nặng nhưng với khả năng chữa thương và tu vi của hắn một tháng là đủ để hoàn toàn hồi phục thậm chí không chỉ hồi phục mà bởi vì một tháng trước hắn đã dùng thân mình làm trận nhãn chịu đựng dương khí địa mạch và âm khí địa mạch trải qua rèn luyện cường độ cao sau khi hồi phục các đông hút bất ngờ phát hiện cơ thể mình đã đạt đến cảnh giới đại thành huyền thiết cảnh trong bất diệt đế thể quyết theo lời giải thích của bất diệt đế thể quyết hiện tại thân thể của hắn đã cứng rắn như huyền thiết, sức mạnh lớn như một con long tượng. Mặc dù các đông hút không biết chính xác sức mạnh của long tượng cổ lớn đến mức nào, nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, ngay cả khi hắn đứng yên không phòng bị, những tu sĩ dưới long hổ cảnh cũng không thể gây thương tổn cho hắn dù chỉ một chút. Đây vốn là một điều đáng mừng, nhưng hôm nay các đông hút không cảm thấy vui mừng gì cả. Khôi phục pháp lực thì sao? Đạt đến huyền thiết cảnh thì sao? hắn căn bản không biết làm cách nào để trở về. Ở nơi này, xa rời quê hương và người thân, hắn chẳng khác gì một hồn ma lạc lõng. Những điều này, Tần Nhã Anh tự nhiên không biết. Nàng chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 11, nếu các đông hút không triển lộ tu vi, pháp lực như giếng nước yên tĩnh, nàng sẽ không cảm nhận được, và tự nhiên cho rằng dù các đông hút đã khôi phục, nhưng tu vi của hắn đã hoàn toàn biến mất. Ngốc nghếch quá, đại tiểu thư đang ngầm ý muốn ngươi ở lại tần phủ ngươi có biết bao nhiêu người muốn vào tần phủ không ngươi có biết ngươi giờ đã mất hết công lực lại là một người vừa trọng thương hồi phục như lời dịp mổ mổ nói chẳng thể làm nổi việc nặng mà nơi đây ngươi không quen biết ai trời tần phủ ngươi ngoài việc làm việc nặng thì còn có thể làm gì chỉ có đại tiểu thư tâm địa tốt cứu ngươi giờ lại muốn lưu ngươi ngươi còn không mau cảm ơn đại tiểu thư còn đang suy nghĩ gì nữa? Lẽ nào buồn bã, chán trường có thể đưa ngươi trở về sao? Thực tế một chút đi. Tần Linh Nhi thấy các đông hút mặt mày khổ sở, không trả lời đại tiểu thư, liền không nhịn được mà trừng mắt nói. Tần Linh Nhi chính là người mà các đông hút đã gặp trên thất sắc Long Chu một tháng trước, nàng là nha hoàng thân cận của Tần Nhã Anh, từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên. Quan hệ giữa họ tuy là chủ tớ, nhưng thực ra lại giống như tỉ muội lẽ nào buồn bã, chán trường có thể đưa ngươi trở về sao? Lời nói của Tần Linh Nhi tuy chói tai, nhưng lại như tiếng chung đánh vào tâm hồn các đông hút. Hắn cả người chấn động mạnh, đôi mắt vô thần bỗng chốc lóe lên một tia sáng. Đúng vậy, tỉnh lại đi. Ta chí ít còn có một tia hy vọng trở về. Nhưng nếu cứ buồn bã, chán trường mãi, thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào nữa, tình thế thực ra không tệ như hắn nghĩ chí ít có thể xác định rằng hoắc lâm động thiên từng có kết nối với địa cầu điều này dù sao cũng tốt hơn một thế giới hoàn toàn không có dấu vết nào thực ra đã có những người quay trở lại các hồng lão tổ từng trở về hắn đã thừa kế y bác của lão tổ nếu lão tổ có thể trở về hắn cũng chắc chắn có cơ hội còn có ngũ hành càng khôn thạch lão tổ nói bên trong ẩn chứa bí mật lớn nếu hắn có thể khám phá ra bí mật này hắn có thể quay về đúng không thể buồn bã chán chường nữa hắn phải nỗ lực tu luyện tìm cách ít nhất là có một ti hy vọng dù cuối cùng thất bại nhưng cũng đã cố gắng chứ không phải yếu đuối mà từ bỏ các đông húc vốn là người có ý chí kiên định năm đó trong đông hải bí cảnh dù hiểm nguy cỡ nào hắn cũng không lùi bước lần này nếu không phải vì biến cố quá đột ngột từ thiên đường rơi xuống địa ngục và bị truyền thuyết về việc không ai có thể trở về ám ảnh thì trong suốt tháng qua, hắn cũng đã cố gắng hồi phục thương thế. Hiện tại, bị lời chói tai của Tần Linh Nhi làm thức tỉnh, cuối cùng hắn đã hoàn toàn vượt qua được tâm trạng tồi tệ, lấy lại tinh thần lạc quan và ý chí chiến đấu. Linh Nhi cô nương nói rất đúng, buồn bã, chán trường không thể đưa ta trở về. Ta đã thụ giáo. Bóng tối trong lòng quét sạch, các đông hút cả người phản phất như được lột xác, quay về phía Tần Linh Nhi cúi đầu chấp tay. A, à, ta miệng lưỡi vụng về, Ngươi đừng bị kích thích nhé." Tần Linh Nhi thấy các Đông Húc đột nhiên cúi đầu chấp tay với mình, liền giật mình, vội vàng nói. Tần Nhã Anh nhìn các Đông Húc, đôi mắt đẹp thoáng qua một tia sáng lạ. Mặc dù trên người các Đông Húc vẫn không có chút sống pháp lực nào, nhưng nàng cảm thấy hắn lúc này dường như có điều gì đó khác biệt. "Ta thật lòng cảm ơn Linh Nhi cô nương." Các Đông Húc mỉm cười nói. "Xong rồi, đại tiểu thư." Hắn lại cười. "Nhất định là bị kích thích." tần linh nhi thấy các đông hút cười với mình lông tơ nhất thời dựng đứng lên từ khi các đông hút đến tần phủ tần nhã anh thân là chủ nhân của tần gia tự nhiên không thể đích thân chăm sóc hắn cũng không thể ngày ngày đến thăm hắn nhưng người đã mang về tần phủ tất nhiên phải cứu người đến cùng nên việc chăm sóc các đông hút một cách tự nhiên rơi vào tay tần linh nhi những ngày qua tần linh nhi chưa từng thấy các đông hút cười gương mặt hắn mỗi ngày đều âm trầm như người chết đôi mắt cũng vô hồn được rồi linh nhi ngươi nghĩ các tiên sinh giống ngươi sao hắn đã thực sự thoát khỏi bóng ma trong lòng tần nhã anh thấy tần linh nhi ngạc nhiên không nhịn được mà trách ngươi thật sự không sao chứ tần linh nhi nghe vậy bán tính bán nghi nhìn các đông hút người thì phải đối mặt với thực tế dù có chuyện gì cũng phải đối diện các đông hút lần nữa mỉm cười nói vậy thì tốt ta thật sự không nên kích thích ngươi. Tần Linh Nhi vỗ ngực nói. Được rồi Linh Nhi, chuyện này không cần nhắc lại nữa, từ nay các tiên sinh sẽ là người của Nam Lan Quốc. Tần Nhã Anh nói. Đúng, đúng, từ nay các tiên sinh sẽ là người của Nam Lan Quốc. Tần Linh Nhi tuy tính tình thẳng thắn, nhưng là người thông minh, lập tức hiểu ra ý của Đại Tiểu Thư, không muốn nhắc đến chuyện thương tâm của các đông hút nữa, liền gật đầu liên tục đa tạ tần cô nương. Các đông hút tự nhiên hiểu được lòng tốt của tần nhã anh, trong lòng cảm động, cúi đầu ôm quyền nói. Đừng gọi tần cô nương, tần cô nương mãi. Ngươi có kế hoạch gì không? Ta phải cho ngươi biết, bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không có lần thứ hai đâu. Tần Linh Nhi kinh thường nói. Không biết tần cô nương định sắp xếp cho tại hạ thế nào? Các đông hút cảm kích nhìn tần Linh Nhi, rồi quay sang tần nhã anh hỏi hắn hiểu được tấm lòng tốt của tần linh nhi nàng chỉ là người ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại mềm mỏng ta thấy các tiên sinh khí chất thanh cao chắc hẳn trước đây cũng là người từng trải vừa hay bên cạnh ta vẫn thiếu một nam tùy tùng giúp việc nếu các tiên sinh không chê sau này hãy theo ta tần nhã anh mỉm cười nói với các đông húc nghe vậy các đông húc không khỏi ngây ngẩn cả người hắn vốn là cường giả long hổ cảnh tôn sư của một phái chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị mời làm tùy tùng cho người khác Hì hì ngươi đang hạnh phúc đến mức ngẩn ngơ sao còn đứng ngay ra đó làm gì mau cảm ơn đại tiểu thư đi tần linh nhi thấy các đông hút đờ ra liền dùng chân đá hắn một cái nói với giọng khinh thường tần nhã anh vẫn mỉm cười nhìn các đông hút hiển nhiên cả nàng và tần linh nhi đều nghĩ rằng đây là một ân huệ lớn dành cho hắn thấy tần nhã anh mỉm cười nhìn mình các đông hút nhanh chóng cân nhắc và ra quyết định hắn ở nơi này còn chưa quen thuộc việc trở về địa cầu càng là vô vọng tần nhã anh là gia chủ của một trong năm đại gia tộc tại thương minh thành theo nàng có thể giúp hắn dễ dàng hiểu rõ tình hình nơi đây hơn nữa tần nhã anh có ân cứu mạng với hắn lại là người tốt bụng làm tùy tùng của nàng và âm thầm bảo vệ nàng cũng là cách để trả ơn chưa chắc không phải là một lựa chọn tồi đa tạ tần cô nương đã ưu ái sau khi quyết định các đông húc lập tức ôm quyền nói còn gọi là tần cô nương sao từ nay phải gọi là đại tiểu thư hoặc gia chủ rồi tần linh nhi nhắc nhở hắn nếu là người bên cạnh ta sau này hãy gọi ta là đại tiểu thư ta đã quen với cách xưng hô này tần nhã anh nói vâng đại tiểu thư các đông húc nhanh chóng nhập vai ngay lúc đó một gia đình bước vào không người báo cáo gia chủ gia chủ lục gia đến rồi nhị lão gia đang tiếp khách ở phòng tiếp khách mời ngài qua một chuyến tại sao nhị thúc lại phải gọi ta những chuyện này chẳng phải do thúc quyết định là được sao tần nhã anh cau mày hỏi chuyện này tiểu nhân không rõ chỉ mơ hồ nghe thấy rằng gia chủ lục gia muốn thu mua bách dược đường của chúng ta gia đình đáp được rồi ngươi lui đi ta sẽ tới ngay nghe vậy nét mặt tần nhã anh lập tức trở nên lạnh lẽo nàng phất tay ra lệnh lục giác lũng này thật sự khinh người quá đáng hắn nghĩ có phan Gia chống lưng là có thể làm càng sao tần linh nhi tức giận nói chúng ta đi gặp hắn một lần tần nhã anh lạnh lùng đáp rồi bước ra khỏi sân thấy vậy tần linh nhi vội vàng đi theo còn các đông hút nhớ đến thân phận tùy tùng của mình cũng lập tức theo sau linh nhi cô nương chuyện của lục gia và phan gia là thế nào các đông húc hỏi một tháng qua hắn chỉ lo dưỡng thương trong tiểu viện hoàn toàn không hiểu rõ tình hình thương minh thành và cũng không có tâm trạng tìm hiểu nhưng hiện tại khi đã hồi phục hắn bắt đầu quan tâm hơn đến tần gia vốn đã có ân tình với hắn hừ bọn họ không phải người tốt lành gì tần linh nhi đáp ta biết họ không phải người tốt nhưng mối quan hệ giữa họ và tần gia là như thế nào các đông hút tiếp tục hỏi ngươi tay trói gà không chặt biết thì có ích gì à ta không phải cố ý nói vậy ngươi đừng giận nhé tần linh nhi nói lỡ lời vội vàng chữa cháy sao lại giận chứ các đông hút cười đáp đông hút bây giờ ngươi đã là người của tần phủ sau này còn phải làm việc bên cạnh ta có những mối quan hệ cần được nói rõ sớm cho ngươi biết đi ở phía trước Tần Nhã Anh đột nhiên quay đầu lại nói. Lần này, nàng không còn gọi các đông hút là tiên sinh mà gọi thẳng tên hắn. Thương Minh Thành tuy không lớn, nhưng thế lực lớn nhỏ rất nhiều. Trong đó, Tần, Phan, Lục, Lịch và Dư là năm gia tộc mạnh nhất, được gọi là Thương Minh Thành ngũ đại gia tộc. Khi phụ thân ta còn sống, Tần Gia là mạnh nhất, vì vậy phụ thân ta giữ chức thành chủ. Nhưng những năm gần đây, Tần Gia không còn nhân tài, khi phụ thân ta qua đời, Tần gia đã suy yếu, không còn ai đủ mạnh mẽ để gánh vác, chỉ còn mình ta đạt tới luyện khí tầng 11, đủ sức kế thừa vị trí gia chủ của phụ thân. Theo lý, ta cũng sẽ kế thừa chức thành chủ. Nhưng Tần gia không còn phụ thân ta tỏa trấn, đã tụt lại phía sau trong năm đại gia tộc, không còn khả năng trấn áp mọi thế lực. Dù có ngồi lên chức thành chủ, cũng chỉ là hữu danh vô thực, trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích nên đành phải nhường lại cho Phan Gia, gia tộc mạnh nhất. Phụ thân ta từng trấn giữ thương minh thành suốt mấy chục năm, dù hắn đã qua đời, vi vọng của hắn vẫn còn, trong thành còn nhiều tướng sĩ trung thành với hắn. Phan Vân Sam, dù đã giữ chức thành chủ, cũng vẫn phải đối xử khách khí với tần gia. Nhưng năm năm trước, Phan Vân Sam đột phá đến luyện khí tầng 12, con trai hắn, Phan Thiên Lực, lại bái nhập làm đệ tử chấp pháp trưởng lão của Thi Ma Tông, còn là đồng môn với nhị vương tử. Phan gia từ đó lớn mạnh hẳn, không còn khách khí với tần gia nữa, bắt đầu trắng trợn suy yếu tần gia. Lục gia, vì đã kết thân với Phan gia, từ đó mà thăng tiến, có những việc Phan gia không tiện ra mặt, thì Lục gia sẽ thay thế. Tần Nhã Anh đơn giản giải thích. Thi Ma Tông Khi nghe Phan gia gia chủ có tu vi luyện khí tầng 12, các đông hút không để tâm lắm, nhưng khi nghe đến Thi Ma Tông, hắn lập tức cảm thấy rùng mình nghe tên gọi này các đông húc đoán rằng thi ma tông không chỉ là tà môn mà còn có sức mạnh vượt trội rất có thể trong tông môn đó có cả cường giả long hổ cảnh tọa trấn thi ma tông là một trong thượng tông của nam lang năm nước không chỉ có cao thủ như mây mà còn nuôi dưỡng nhiều cương thi lợi hại tần linh nhi nói nhỏ trong mắt lộ vẻ kinh hoàng thượng tông của nam lang năm nước các đông húc càng thêm nghiêm túc vừa định hỏi thêm thì ba người đã tới phòng tiếp khách các đông hút nuốt lời định nói vào trong ánh mắt đảo qua phòng khách chỉ thấy trong phòng hai lão giả đang ngồi ở vị trí chủ khách một người có nét mặt giống tần nhã anh đó chính là nhị thúc của nàng tần văn thịnh tu vi luyện khí tầng 9 người kia mặc áo gấm đeo ngọc ở thắt lưng cười hít mắt như một thương nhân hiền lành nhưng đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe lên ánh mắt sắc bén cho thấy hắn có tu vi luyện khí tầng 11 đây chính là gia chủ lục gia lục giác lũng ở phía dưới có một lão giả gầy gò để râu dê tay cầm quạt lông vũ lão giả này cũng có tu vi luyện khí tầng chín nhưng phía sau hắn ta còn có một tùy tùng cũng đạt đến luyện khí tầng chín càng khiến người khác không khỏi kinh ngạc tần văn thịnh thấy tần nhã anh bước vào liền lập tức đứng dậy chắp tay nói gia chủ ngươi đến rồi sau đó hắn nhường chỗ ngồi chủ vị cho tần nhã anh làm phiền nhị thúc tần nhã anh với tư cách là gia chủ không khách sáo mà nhận lấy chỗ ngồi nàng khẽ gật đầu đáp lời rồi đi về phía chủ vị lúc này lục giác lũng và lão giả ngồi bên cạnh mới ung dung đứng lên chắp tay cúi đầu nói tần gia chủ lễ độ lục gia chủ lễ độ tần nhã anh cũng chắp tay đáp lại lục giác lũng nhưng hoàn toàn phớt lờ lão giả kia thấy vậy trên mặt lão giả thoáng qua vẻ tức giận nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ ngồi lại chỗ của mình với nét mặt âm trầm lão kia tên là trang vũ nhiên là tên phản đồ trước đây hắn là đại dược sư của bách dược đường tần phủ đã hao tốn không biết bao nhiêu tài lực và vật lực để bồi dưỡng hắn thành một nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư vậy mà sau khi lão gia qua đời chưa được hai năm hắn đã phản bội tần linh nhi cắn răng nghiến lợi thì thầm nói với các đông hút đại dược sư nhất phẩm hạ tất luyện đan sư. Các đông hút ngẩn người, ánh mắt liếc nhìn Trang Vũ Nhiên, trong lòng hiện lên một vệt hiếu kỳ xen lẫn hàng quang. Không biết lục gia chủ lần này đến đây có chuyện gì quan trọng. Sau khi ngồi xuống, Tần Nhã Anh mở lời. Các đông hút và Tần Linh Nhi đứng bên cạnh, không có tư cách ngồi trong trường hợp này. Quả thực là có việc muốn thương lượng với Tần Gia Chủ. Lục giác lũng cười tươi nói, mắt hiếp lại thành một khe mời nói tần nhã anh nhàn nhạt đáp là thế này ta nghe nói bách dược đường của tần gia hiện giờ làm ăn không được tốt vừa khéo huyền thảo đường của chúng ta đang phát đạt muốn mở rộng kinh doanh nên muốn bàn bạc với tần gia chủ về việc thu mua lục giác lũng chậm rãi nói không biết lục gia chủ định ra giá bao nhiêu sắc mặt tần nhã anh chợt biến đổi trong mắt lóe lên một tia giận dữ nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh nhàn nhạt hỏi một trăm khối nguyên thạch lục giác lũng đáp một trăm khối nguyên thạch lục gia chủ ngài ra giá như vậy có phải quá bất hợp lý không tần nhã anh lạnh giọng với tình hình làm ăn của bách dược đường hiện nay lục gia chủ chịu trả một trăm khối nguyên thạch đã là rất nể mặt rồi theo ta năm mươi khối là quá đủ trang vũ nhiên lắc chiếc quạt lông vũ cười khinh bỉ sắc mặt tần nhã anh liền trở nên u ám ánh mắt lóe lên sát cơ. Trong khi đó, Tần Linh Nhi vốn nóng nảy đã không nhịn được mà lên tiếng, 50 khối nguyên thạch. Kẻ phản đồ như ngươi, lại còn có mặt mũi nói chuyện sao? Ngươi chẳng khác gì cướp đoạt, làm càng. Đây không phải là chỗ để một nha hoàng như ngươi lên tiếng. Trang Vũ Nhiên bị Tần Linh Nhi chỉ mặt mắng, lập tức biến sắc, pháp lực trên người bùng lên, tay kết pháp quyết, cách không đánh về phía Tần Linh Nhi trong không trung xuất hiện một lò luyện đan trầm trọng và uy áp hướng về phía tần linh nhi mà ép xuống trang vũ nhiên ngươi thật lớn mật tần nhã anh thấy vậy sắc mặt lập tức lạnh lẽo tay vung lên đánh về phía lò luyện đan kia đồng thời tay còn lại nàng kết pháp quyết làm xuất hiện một thanh phi kiếm trong không trung tần gia chủ loại nha hoàng không biết lớn nhỏ này thực sự cần phải được dạy dỗ lại lục giác lũng cũng giơ tay lên đồng thời kết pháp quyết tạo ra một bàn tay khổng lồ và một tảng đá lớn chặn đứng đòn của tần nhã anh thấy lục giác lũng ra tay ngăn cản sắc mặt tần nhã anh và tần văn thịnh đều biến đổi tần văn thịnh vội vàng kết pháp quyết làm xuất hiện một tảng đá lớn khác trong không trung muốn chống lại lò luyện đang kia nhưng vừa khi hắn kết pháp quyết tùy tùng của trang vũ nhiên cũng lập tức ra tay tạo ra một lưỡi đao lớn chém về phía tảng đá của tần văn thịnh mọi việc diễn ra cực nhanh trong chớp mắt lò luyện đan của trang vũ nhiên đã lao đến trước mặt tần linh nhi thấy vậy trang vũ nhiên nhếch mép cười gằn tiện tỳ ngươi cũng dám mắng lão phu phá ngay lúc đó các đông hút đứng trước mặt tần linh nhi kéo nàng sang một bên đồng thời tung một cú đấm về phía lò luyện đan đang ép xuống không được tần linh nhi và tần nhã anh đồng thanh kinh ngạc trong mắt họ các Đông Hút bây giờ chỉ là một người phàm không có chút sức lực. Làm sao hắn có thể dùng nắm đấm để chống lại pháp lực của một thuật sĩ luyện khí tầng 9, muốn chết. Trang Vũ Nhiên cười lạnh, nhưng nụ cười của hắn lập tức đông cứng lại khi cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ từ cú đấm của Các Đông Hút xuyên qua lò luyện đan, đánh thẳng về phía hắn. Không thể. Trang Vũ Nhiên kinh hãi kêu lên. Nhưng tiếng kêu của hắn vừa thoát ra, không trung đã vang lên một tiếng oành khi cú đấm của các đông hút đập vào lò luyện đan khiến nó vỡ tan thành từng mảnh hóa thành một luồng cuồng phong quét qua phòng khách phòng khách nhanh chóng trở nên yên tĩnh tần nhã anh và tần văn thịnh đồng loạt thu hồi pháp thuật tần linh nhi tròn mắt nhìn các đông hút không thể tin vào những gì vừa xảy ra chỉ mới đây thôi nàng còn vô ý gọi hắn là người tay trói gà không chặt vậy mà hiện tại hắn đã dùng một quyền đánh nát lò luyện đan của trang vũ nhiên và thậm chí còn làm hắn bị thương Điều này chứng tỏ thực lực của các Đông Húc còn vượt xa luyện khí tầng 9. Nhưng Tần Linh Nhi không hề biết rằng các Đông Húc là một cường giả long hổ cảnh. Nếu không phải vì hắn chưa rõ tình hình Nam Lang quốc và Thi Ma tông, không dám mạo hiểm bộc lộ toàn bộ thực lực, thì chỉ cần một đòn phi kiếm của hắn đã có thể lấy mạng Trang Vũ Nhiên. Những gì hắn vừa bộc lộ chỉ là một phần nhỏ của sức mạnh thực sự. Tần phủ quả nhiên không hổ là gia tộc lớn, trong phủ vẫn còn tất dấu luyện thể cường giả thực sự là tàn long ngọa hổ lục giác lũng nhìn về phía các đông húc ánh mắt hiếp lại trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ lẫn sát ý một quyền của các đông húc có thể gây tổn thương cho trang vũ nhiên chứng tỏ thực lực của hắn chí ít cũng mạnh hơn luyện khí tầng chính ở nam lang quốc luyện khí tầng chính chưa phải là cường giả thực thụ nhưng tại Thương minh thành đây đã là một nhân vật đáng gờm được các gia tộc lớn tranh giành lôi kéo hiện tại các đông húc đã bộc lộ thực lực vượt xa luyện khí tầng chính khiến lục giác lũng vừa kiên dè vừa nảy sinh sát ý lục gia chủ nếu thực sự nghĩ như vậy ngươi và người của ngươi đã không dám động thủ trong tần phủ của ta tần nhã anh lạnh giọng nói tần gia chủ lời này tổn thương hòa khí đấy trang đại sư là một luyện đan sư thân phận cao quý làm sao có thể để một tỳ nữ nhục mạ thật đúng là tần phủ các ngươi thế lớn ép người chỉ là một tỳ nữ mà dám chỉ vào mũi trang đại sư mà mắng không những vậy người của ngươi còn tổn thương Trang Đại Sư. Chuyện này, ta yêu cầu Tần Gia Chủ phải đưa ra lời giải thích, nếu không ta nhất định sẽ tố cáo lên thành chủ. Lục Giác Lũng cười nhạt, ánh mắt càng trở nên âm lãnh và sắc bén hơn. Lục Gia Chủ, ngươi đừng quên rằng đây là Tần Phủ của ta. Người của Tần Phủ trong nhà mình đối phó với một tên phản đồ thì cần gì phải khách khí. Hắn còn dám nói năng lỗ mãn, thật sự nghĩ rằng Tần Phủ dễ bị trêu chọc sao ta nói rõ ở đây sau này nếu trang vũ nhiên dám bước vào tầng phủ một bước ai cũng có thể đánh gãy chân chó của hắn tần nhã anh đáp trả đầy kiên quyết tần nhã anh ngươi trang vũ nhiên tức giận đến mức toàn thân run rẩy ngươi không nghe gia chủ nói sao có phải muốn ta ngay bây giờ đoạn chân chó của ngươi không còn không mau cút đi các đông hút bước lên một bước ánh mắt lạnh lùng nhìn trang vũ nhiên khinh thường nói ngươi ngươi Trang Vũ Nhiên tức giận đến méo miệng, nhưng cũng không dám động thủ nữa. Cú đấm vừa rồi của các đông hút đã khiến hắn phải kinh hãi. Tần Nhã Anh và Tần Văn Thịnh nghe các đông hút nói vậy, ánh mắt cả hai theo bản năng liếc nhìn hắn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn tán thưởng. Lời nói của hắn thực sự đã củng cố thêm uy phong cho Tần Phủ. Hừ, Tần Phủ quả nhiên là uy phong. Ta cáo từ. Lục giác lũng thấy vậy, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên đứng dậy, phất tay áo một cái rồi rời đi. Trang Vũ Nhiên thấy Lục Giác Lũng đứng dậy rời đi, tự nhiên không dám ở lại. Trước khi đi, hắn còn ném lại một ánh mắt âm ngoan nhìn các đông hút, lạnh giọng nói, chúng ta rồi sẽ gặp lại, nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trang Vũ Nhiên khi rời đi, trong lòng các đông hút lóe lên một tia sát khí. Đối với hắn, giết Trang Vũ Nhiên chẳng khác gì giết một con gà, nhưng vì chưa rõ tình hình nơi đây, nên hắn không dám dễ dàng bộc lộ thực lực. Buồn cười thay, Trang Vũ Nhiên dám uy hiếp hắn trước khi đi, lục gia này ỷ vào sự chống lưng của Phan Gia, ngày càng coi thường người khác. Tần Văn Thịnh nói với vẻ lo lắng khi thấy lục giác lũng vẫy tay áo bỏ đi. Phan Vân Sam hiện tại đã đạt đến luyện khí tầng 12, con trai hắn lại bái vào làm đệ tử của chấp pháp trưởng lão Thi Ma Tông. Chúng ta chỉ có thể nhẫn nhịn, nếu không thì Trang Vũ Nhiên dám động thủ trong tầng phủ, làm sao ta có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy tần nhã anh không cam tâm nói nói đúng cũng nhờ vị tiểu huynh đệ này nếu không thì lần này mặt mũi của chúng ta đã mất sạch rồi tần văn thịnh chắp tay hướng về các đông hút sau đó nói tiếp chẳng lẽ ngươi chính là người mà ngươi cứu về vài ngày trước không sai tần nhã anh gật đầu rồi mỉm cười nhìn về phía các đông hút nói ta và diệp mổ mổ đã nhìn lầm không ngờ ngươi là một luyện thể giả hơn nữa lại có thể tổn thương Trang Vũ Nhiên chỉ với một quyền. Ở Nam Lan Quốc, luyện thể giả rất hiếm, nên ta biết rất ít về họ. Chỉ biết rằng luyện thể giả phân cảnh giới khác với luyện khí giả, bắt đầu từ huyền thiết cảnh, cũng phân chia thành 12 tầng, tương ứng với luyện khí kỳ. Ngươi một quyền tổn thương Trang Vũ Nhiên, chí ít cũng phải ở huyền thiết tầng chính Việc để ngươi làm tùy tùng của ta thực sự là ta quá lỗ mãn. Nếu các huynh không chê tầng gia miếu nhỏ, ta sẽ phong ngươi làm khách khanh trưởng lão của tầng gia, ngươi thấy thế nào, ta là người trọng tình nghĩa, không màng vinh hoa phú quý, theo đại tiểu thư là đủ rồi. Đại tiểu thư không cần lo ngại. Các đông hút miễn cười đáp lời. Nghe vậy, tần nhã anh mặt hơi đỏ lên, rồi nói, chỉ cần ngươi không cảm thấy oan ức, vậy thì tạm thời theo ta, nhưng thân phận của ngươi vẫn là khách khanh trưởng lão. Đại tiểu thư quyết định thế nào thì ta theo thế đó. Các đông hút đáp lời hoan nghênh các trưởng lão gia nhập tần phủ ta sẽ thông báo ngay tối nay tổ chức tiệc ăn mừng tần văn thịnh vui mừng nói với tình hình yếu kém hiện tại của tần phủ việc có các đông húc gia nhập là một niềm vui lớn cảm ơn tần nhị gia nhưng không cần quá ồn ào cứ để mọi việc đơn giản là được rồi các đông húc nói nhưng như vậy sao được ngươi là khách khanh trưởng lão tần văn thịnh hơi lúng túng nhị thúc cứ theo ý của các trưởng lão mà làm. Chúng ta chỉ cần thông báo là đủ. Tần Nhã Anh biết rằng các đông hút hiện không có tâm trạng làm lễ nghi thức, liền vung tay cắt ngang. Vậy cũng được. Tần Văn Thịnh do dự một chút rồi gật đầu đồng ý, các trưởng lão ở Tần Phủ đã một tháng, chắc hẳn cũng đã buồn chán. Hôm nay chúng ta không có việc gì quan trọng, hay là cùng đi ra ngoài dạo chơi, làm quen với Thương Minh Thành và một số sản nghiệp của Tần Phủ. Tần Nhã Anh đề nghị. Tất cả nghe theo đại tiểu thư sắp xếp. Các đông hút chấp tay đáp. Vậy thì chúng ta đi thôi. Tần Nhã Anh khẽ mỉm cười nói, rồi ba người cùng rời khỏi Tần Phủ. Đại tiểu thư, Nam Lan Quốc có bao nhiêu thành thị như Thương Minh Thành? Thủ đô có long hổ cảnh tu sĩ tọa trấn không? Trên đường đi, các đông hút vừa dạo chơi Thương Minh Thành vừa hỏi. Nam Lan Quốc có tổng cộng 18 thành, Thương binh thành nằm ở Trung Du, lớn nhất là thủ đô Bình Hoàng Thành. Nơi đó không chỉ phồn hoa, mà còn có ba vị long hổ cảnh cường giả tọa trấn. Ba người đó là Đương Kim Hoàng Thượng, Thái Thượng Hoàng và Quốc Sư Đại Nhân. Tần Nhã Anh đáp. Long hổ cảnh phân thành chín tầng, không biết ba vị này ở cảnh giới nào. Các đông hút hỏi thêm, lòng hơi trầm xuống khi nghe thủ đô có ba vị long hổ cảnh cường giả. Tần Nhã Anh nhìn các đông hút với vẻ ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ, nàng vẫn trả lời, cụ thể thì ta không biết rõ, nhưng theo lời tiên phụ, Thái Thượng Hoàng hẳn là có tu vi long hổ cảnh tầng 2, Hoàng Thượng và Quốc Sư Đại Nhân đều là long hổ cảnh tầng 1. Nghe vậy, các đông hút ngầm thở vào nhẹ nhõm. Hắn tuy chỉ có tu vi long hổ cảnh tầng 1, nhưng sở hữu hai đầu ngân giáp cương cấp cao. Những cương thi này tương đương với cường giả long hổ cảnh tầng 7 đến 9 dù không bằng con người về trí tuệ và khả năng ứng biến, nhưng vẫn có thể đối đầu với cường giả long hổ cảnh tầng 6. Về phần hắn, dù chỉ mới đột phá đến long hổ cảnh, nhưng với thần niệm mạnh mẽ và việc tu luyện bất diệt đế thể quyết, hắn tự tin rằng dù không thể đánh bại cường giả long hổ cảnh tầng 2, họ cũng khó mà giết được hắn. Trước đây ngươi có nhắc đến Nam Lan Nam Quốc và Thượng Tông Thi Ma Tông. Đó là chuyện gì? Dù đã thở vào nhẹ nhõm, các đông hút vẫn giữ sự cảnh giác. Ngươi có nhìn thấy dãy núi hùng vĩ kéo dài liên miên vạn dặm ở phía xa kia không? Đó gọi là nguyên thú sơn, người ta nói rằng nó kéo dài qua toàn bộ hoắc lâm động thiên. Phía nam của nguyên thú sơn là một dãy bình nguyên hẹp dài, nơi đây có khoảng 20 quốc gia lớn nhỏ đứng vững. Nam Lan Nam Quốc chính là năm quốc gia nằm ở phía tây của dãy bình nguyên này. Có người nói rằng nếu vượt qua nguyên thú sơn, ở phía bên kia là một vùng núi non sông nước bao la tráng lệ, thậm chí có cả đại dương mênh mông. Nơi đó có vô số quốc gia và những tu chân giả cùng môn phái cường đại. Tuy nhiên, Nguyên Thú Sơn có rất nhiều nguyên thú cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả cường giả Long Hổ Cảnh cũng không dám dễ dàng thâm nhập. Ta cũng chưa từng dám mạo hiểm vào đó, nên chỉ biết nghe đồn mà chưa từng đặt chân đến. Nhưng quay lại chuyện Nam Lan Năm Quốc. Năm quốc gia này gồm Nam Lan Quốc, nam liệt quốc nam hổ quốc nam tùy quốc và nam thương quốc tất cả các quốc gia và thành trì ở đây đều bị cai trị bởi các gia tộc tu chân hoặc môn phái thế tục người phàm chỉ là những công cụ để các gia tộc tu chân quản lý thu thập tài nguyên và của cải trên hết có một môn phái mạnh mẽ vượt lên trên cả năm quốc gia này đó là thi ma tông tông chủ và các trưởng lão của thi ma tông không chỉ có tu vi rất cao đạt đến long hổ cảnh mà còn có thể thao túng những cương thi cường đại, như tường đồng vách sắt, không sợ vũ khí. Không có quốc gia nào trong Nam Lan năm quốc dám chống lại họ. Theo lời tiên phụ của ta, từng có một quốc vương của Nam Liệt Quốc, một thiên tài không ai sánh kịp, chỉ mới hơn trăm năm đã đạt đến Long Hổ Cảnh tầng 4, nhưng khi cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của Thi Ma Tông, chỉ trong một đêm, Nam Liệt Quốc đã đổi chủ. Tần Nhã Anh kể, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi khi nói đến điều này long hổ cảnh tầng 4, mà trong một đêm đã đổi chủ. Các đông hút nghe vậy trong lòng không khỏi giật mình, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Đó chỉ là những gì ta nghe tiên phụ kể lại. Những cấp độ này không phải là điều chúng ta có thể tưởng tượng. Tần Nhã Anh cười tự dẻo. Đúng là như vậy. Nhưng từ những gì ngươi kể, có thể thấy rằng Thi Ma Tông không chỉ có nhiều cường giả long hổ cảnh, mà trong tông môn của họ, ít nhất cũng có cường giả long hổ cảnh tầng 4 trở lên. Các đông hút suy nghĩ. Đúng vậy. Theo lời tiên phụ, tông chủ của Thi Ma Tông, ô khuê sát, có tu vi đạt đến Long hổ cảnh tầng 4. Chính vì điều này mà khi Nam Liệt Quốc quốc chủ cũng đạt đến Long hổ cảnh tầng 4, hắn đã nghĩ mình có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Thi Ma Tông, nhưng kết quả là chỉ trong một đêm, quốc gia của hắn đã đổi chủ. Tần Nhã Anh gật đầu. Cũng không nhất thiết là quốc chủ Nam Liệt Quốc muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Thi Ma Tông. Là một quốc vương, Hắn hẳn hiểu rõ sức mạnh của tông môn này hơn ai hết, không dễ dàng gì chống lại Thi Ma Tông. Có lẽ chính Thi Ma Tông đã bắt đầu cảm thấy Nam Liệt Quốc quá mạnh mẽ, không còn có thể kiểm soát được, nên họ đã ra tay trấn áp. Lão gia chủ có nói rằng tông chủ của Thi Ma Tông có tu Vi Long Hổ cảnh tầng 4. Nếu quốc chủ Nam Liệt Quốc có chút đầu óc, hắn sẽ nhận ra rằng khả năng điều khiển cương thi của Thi Ma Tông không phải là điều đơn giản. Vì thế, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Còn chân tướng có lẽ chỉ những người ở tầng lớp cao nhất của Nam Liệt Quốc và Thi Ma Tông mới biết rõ. Các Đông Húc nói, tâm trạng không còn nặng nề như khi mới nghe về Việt Nam Liệt Quốc một đêm đổi chủ. Nếu như Thi Ma Tông thực sự cảm thấy cần ra tay ngay khi có một cường giả đạt đến Long Hổ cảnh tầng 4, thì điều đó chứng tỏ cảnh giới này đã bắt đầu có khả năng đe dọa đến quyền lực của họ. Các Đông Húc nghĩ rằng với hai ngân giáp cương cấp cao trong tay, hắn cũng có khả năng tự vệ nếu phải đối đầu với thi ma tông. Dù vậy, đây chỉ là suy đoán của hắn, và nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, hắn sẽ không trực tiếp đối đầu với thi ma tông, bởi ai biết được liệu trong tông môn này còn có những cường giả ẩn giấu nào nữa. Ngươi quả nhiên có kiến thức viên thâm. Năm đó khi tiên phụ kể lại truyền thuyết này, cũng đã nói như vậy. Tần Nhã Anh nhìn các đông hút với vẻ ngạc nhiên. Các đông hút khiêm tốn cười cười, rồi tiếp tục hỏi khi ma tông vượt trên năm quốc họ có can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia không thì ma tông sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của các quốc gia cũng không quan tâm ai cai trị năm quốc yêu cầu duy nhất của họ là hàng năm phải nộp cống phẩm đầy đủ còn về các chiến tranh giữa các quốc gia chỉ cần không phải là cuộc chiến diệt quốc họ sẽ không can thiệp chỉ khi nào một quốc gia muốn tiêu diệt một quốc gia khác họ mới ra tay can thiệp tần nhã anh đáp thật sao? Vậy nếu tần gia các ngươi lật đổ hoàng đế hiện tại, thì ma tông chắc cũng sẽ không can thiệp. Nghe vậy, các đông hút ánh mắt sáng lên hỏi. Các trưởng lão, lời này cần thận trọng. Tần Nhã Anh nghe vậy không khỏi giật mình, lập tức hạ thấp giọng nói, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Các đông hút chỉ mỉm cười, trong lòng suy nghĩ sâu xa. Việc bất ngờ lạc vào Hắc lâm động thiên, một trong 36 tiểu động thiên truyền thuyết, Khiến hắn không biết làm thế nào để trở về và không rõ mình sẽ phải ở lại đây bao lâu. Nhưng dù thế nào, hắn cũng phải tìm cách trở lại. Vì thế, khi không có manh mối, phương pháp tốt nhất là tiếp tục tu luyện, nhanh chóng khám phá bí mật của ngũ hành càng không thạch và kết thành kim đan, đồng thời cố gắng thu thập thông tin về tiểu động thiên và lịch sử của nơi này, hy vọng tìm ra manh mối để trở về. Tu luyện cần tài nguyên, và tài nguyên cần người thu thập việc thu thập thông tin cũng đòi hỏi phải có người giúp đỡ. Hiện tại, ở Hoác Lâm Động Thiên, các đông hút một thân một mình, như cây cỏ không rễ. Nếu muốn ở đây chuyên tâm tu luyện, cần có người cung cấp tài nguyên và giúp thu thập thông tin, rõ ràng hắn cần xây dựng một nhóm nòng cốt và thế lực của riêng mình. Tần Nhã Anh không chỉ có ơn cứu mạng với hắn, mà còn là người có tâm địa lương thiện, là người đáng tin cậy và xứng đáng được bồi dưỡng. Nàng lại là gia chủ của Tần Gia, có khả năng xử lý đại sự là một ứng viên lý tưởng tuy nhiên những suy nghĩ này hiện tại chỉ tồn tại trong đầu các đông hút vì bây giờ chưa phải là lúc thích hợp tần nhã anh tự nhiên không biết rằng người bên cạnh mình đang có ý định bồi dưỡng và nâng đỡ nàng càng không biết rằng người bên cạnh nàng chính là cường giả long hổ cảnh mang theo hai ngân giáp cương cấp cao thấy các đông hút mỉm cười dường như không để tâm đến lời cảnh báo của mình nàng không khỏi cảm thấy bực bội liền lườm hắn một cái các trưởng lão ta nói thật lòng đấy. Hiện tại tình thế của tần gia rất nguy hiểm, chúng ta cần phải thận trọng trong lời nói. Được rồi, đại tiểu thư, ta sẽ chú ý, các đông hút thấy tần nhã anh có chút bực bội, liền nghi mặt cực đầu. Tần nhã anh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hòa hoãn lại, rồi chỉ về phía trước, nơi có một cửa hàng cổ kính và trang trọng, đó chính là bách dược đường của chúng ta. Trông có vẻ không có khách mấy nhỉ. Các đông hút nhận thấy cửa hàng lớn như vậy mà cửa ra vào hầu như không có ai, không khỏi khẽ nhíu mày nói. Hừ, tất cả đều là do tên phản đồ Trang Vũ Nhiên hại. Tần Linh Nhi tức giận nói. Vậy cái tên Trang Vũ Nhiên đó rốt cuộc là thế nào? Các đông hút vừa đi theo Tần Nhã Anh về phía bách dược đường vừa hỏi. Trang Vũ Nhiên vốn là một dược sư sa cơ lỡ vận, bị người ta truy sát. Lão gia thương hại hắn, xuất thủ cứu giúp, sau đó thấy hắn có thiên phú trong việc chế thuốc nên ra sức bồi dưỡng thậm chí lão gia còn không tiếc bỏ tiền mua quan hệ dùng giá cao để đưa hắn vào làm học đồ tại thanh vân cát ở thủ đô trang vũ nhiên thực sự có thiên phú không phụ lòng mong đợi của lão gia may mắn luyện thành một lò ít khí bồi nguyên đan trở thành nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư và cũng là luyện đan sư duy nhất của thương minh thành sau khi trang vũ nhiên thành luyện đan sư lão gia càng trọng dụng hắn bất cứ điều gì hắn cần lão gia đều đáp ứng khi đó lão gia vẫn là thành chủ trang vũ nhiên cũng tỏ ra rất quy củ nhưng khi lão gia vừa qua đời thấy tần gia bắt đầu đi xuống hắn liền dẫn theo không ít dược sư do mình bồi dưỡng đầu phục lục gia mà thực chất là đầu phục phan gia từ khi trang vũ nhiên đến lục gia với danh tiếng là luyện đan sư duy nhất của thương minh thành và có không ít dược sư giỏi từ bách dược đường trước đây việc kinh doanh của lục gia tự nhiên thịnh vượng còn bách dược đường của chúng ta ngày càng kém đi ngươi nói xem có tức giận không chứ?" Tần Linh Nhi giải thích, "Luyện đan sư hiếm có đến vậy sao? May mắn luyện thành một lò ít khí Bồi Nguyên Đan mà đã trở thành nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư. Vậy phân cấp của luyện đan sư là thế nào?" Các Đông Húc không quá quan tâm đến việc Trang Vũ Nhiên làm phản, bởi hắn sớm muộn gì cũng sẽ xử lý tên này. Điều hắn thật sự quan tâm là việc luyện đan sư. Từ những gì Tần Linh Nhi nói và thái độ kiêu ngạo của Trang Vũ Nhiên, các đông hút nhận ra rằng ở Nam Lan Quốc, luyện đan sư rất hiếm và có địa vị rất cao. Đây là một thông tin quan trọng đối với hắn, vì lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất không phải là chiến đấu mà chính là luyện đan. Đương nhiên là luyện đan sư hiếm rồi. Về phân cấp, luyện đan sư được chia thành cửu phẩm và ba cấp thượng, trung, hạ, tổng cộng là 27 cấp. Chỉ cần có thể luyện ra đan dược, dù là đan dược cơ bản nhất, đã có thể gọi là nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư. Nếu có thể dùng nhất phẩm linh dược để luyện ra đan dược nhất phẩm, thì ít nhất cũng là nhất phẩm trung giai luyện đan sư. Nếu có thể dùng nhị phẩm linh dược luyện ra nhị phẩm đan dược, thì đó là nhị phẩm luyện đan sư, rồi căn cứ vào phẩm chất đan dược mà chia thành thượng, trung, hạ cấp. Nhưng mà ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Những luyện đan sư này chúng ta không dễ tiếp cận, đan dược càng quý hiếm, chúng ta cũng không có tiền mua. Tần Linh Nhi nói một hồi, rồi lường các đông hút linh nhi sao lại nói chuyện với các trưởng lão như vậy tần nhã anh nghe vậy mặt hơi trầm xuống một chút không sao không sao linh nhi cô nương nói chuyện với ta như vậy rất tốt các đông húc cười nhẹ trong lòng thì suy nghĩ hắn từ lâu đã có thể sử dụng nhất phẩm linh dược để luyện chế âm dương thủy hỏa đan sau đó còn phát hiện nhị phẩm huyết vân huyền thảo trong bí cảnh và dùng nó làm dược liệu chính để luyện chế bồi nguyên khí huyết đan hai loại đan dược này là những thứ mà hắn đã luyện chế nhiều nhất với tỷ lệ thành công rất cao hắn cũng từng tìm thấy tam phẩm linh dược là tam diệp lộc giác chu thảo nhưng vì loại linh dược này rất quý hiếm ngay cả trong bí cảnh cũng hiếm thấy và đan dược luyện từ tam phẩm linh dược có thể giúp tăng cường tu vi cho tu sĩ long hổ cảnh nên hắn chưa từng luyện đan từ tam diệp lộc giác chu thảo để tránh lãng phí từ những điều này các đông hút ngầm hiểu rằng mình ít nhất cũng đã là một nhị phẩm cấp cao luyện đan sư. Nếu thực sự muốn mở lò luyện chế tam phẩm đan dược, hắn cũng có tự tin sẽ thành công, nhưng vì chưa từng luyện chế tam phẩm đan dược, nên hắn không muốn tự xưng mình là tam phẩm luyện đan sư. Hì hì, các trưởng lão tính tình thật tốt. Tần Linh Nhi thấy các đông hút không để tâm, liền cười hì hì và lè lưỡi tinh nghịch. Các đông hút chỉ cười nhẹ, không tỏ rõ ý kiến, rồi cùng mọi người bước vào bách dược đường. bách dược đường được chia thành hai tầng, không gian rất rộng lớn. bách dược đường có hai tầng, tầng một dành cho người bình thường, còn tầng hai dành cho tu chân giả. Tần nhã anh vừa bước vào bách dược đường vừa giới thiệu. ngay khi tầng nhã anh vừa dứt lời, đã có một trưởng quỹ tiến tới, cúi chào và cười nói, gia chủ, linh nhi cô nương, các trưởng lão, đây là trưởng quỹ của bách dược đường, bùi nguyên vĩ bùi trưởng quỷ đây là các trưởng lão khách khanh mới của tần phủ tần nhã anh giới thiệu hóa ra là các trưởng lão ngưỡng mộ đã lâu bùi trưởng quỷ vội vàng tán tụng bùi trưởng quỷ rất hân hạnh được gặp các đông hút chấp tay đáp lễ nhưng hắn không thể nói ra những lời xả giao kiểu như ngưỡng mộ đã lâu bùi trưởng quỷ ngươi cứ lo công việc của mình ta sẽ dẫn các trưởng lão đi tham quan tần nhã anh nói Vậy thì gia chủ, các trưởng lão, Linh Nhi cô nương cứ tự nhiên, nếu cần gì, cứ gọi ta. Bùi trưởng quỷ không người rồi lui ra. Tầng một của bách dược đường chủ yếu phục vụ người thường, nên không có gì đặc biệt. Sau khi bùi trưởng quỷ lui ra, tầng nhã anh dẫn các đông hút và tầng Linh Nhi lên tầng 2. Tầng 2 được trang trí tinh tế hơn nhiều so với tầng 1, nhưng lại khá vắng vẻ. Chỉ có một khách hàng duy nhất, còn ở tầng 1, mặc dù việc kinh doanh cũng không quá tấp nập, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người đến bắt thuốc và khám bệnh, hai y sư ở đó cũng có vài bệnh nhân xếp hàng chờ. Trong khi đó, khi các đông hút và hai người còn lại lên tầng 2, vị khách hàng duy nhất ở đó cũng rời đi mà không mua gì. Thấy vậy, tầng nhã anh không khỏi nhíu mày. Khi tầng nhã anh đang nhíu mày, một người đàn ông bước lên tầng. Người đàn ông này khoảng 70 tuổi, chỉ có một chân, phải chống gậy, trên mặt có nhiều vết sẹo giống như rết trông rất đáng sợ sự xuất hiện của hắn khiến không khí ở tầng hai trở nên âm u hơn gia chủ người đàn ông chống gậy đứng thẳng trước mặt tầng nhã anh không thay đổi nét mặt chào hỏi với giọng lạnh lùng thác bạc trưởng lão đây là các đông húc khách khanh trưởng lão mới của tầng gia các trưởng lão đây là thác bạc lãnh đại dược sư duy nhất của tầng gia cũng là khách khanh trưởng lão của chúng ta năm đó Phụ thân ta đã không nhìn mặt mà bắt hình dông, đưa hắn đến bình hoàn thành, nếu không thì đã không có chuyện như Trang Vũ Nhiên nuôi hổ thành họa ngày hôm nay. Tần Nhã Anh giới thiệu, nhưng khi nhìn thấy thác bạc lãnh, nàng không khỏi xúc động khi nghĩ đến lòng trung thành của hắn, rồi lại cảm thấy buồn khi nhớ đến sự phản bội của Trang Vũ Nhiên. Thác bạc trưởng lão, rất hân hạnh được gặp. Các đông hút lịch sự chấp tay chào. Chào các trưởng lão. Thác bạc lãnh chỉ lạnh lùng gật đầu, giọng nói vẫn mang theo vẻ âm lãnh, dường như muốn giữ khoảng cách với người khác. Các trưởng lão, đừng để tâm. Thác bạc trưởng lão là người trong nóng ngoài lạnh, tính cách vốn dĩ như vậy, đối xử với ai cũng thế. Bách dược đường trước đây có một luyện đan sư và ba đại dược sư, nhưng cuối cùng chỉ có thác bạc trưởng lão kiên định ở lại, nếu không thì chẳng cần lục giác lũng đến tầng phủ đề nghị thu mua, chính chúng ta cũng phải đóng cửa rồi tần nhã anh giải thích trong hoàn cảnh khó khăn mới thấy rõ lòng người đường dài mới biết sức ngựa lâu ngày mới rõ lòng người thác bạc trưởng lão là người đáng kính ta không có gì phải trách móc các đông hút gật đầu ánh mắt thể hiện sự tôn trọng và suy tư khi nhìn thác bạc lãnh đáng tiếc lão hữu tài năng kém cỏi không đáng trọng dụng thác bạc lãnh nói khuôn mặt đầy sẹo của hắn thoáng hiện lên nụ cười khổ trông càng dữ tợn và âm u hơn Thác Bạc trưởng lão không nên nói như vậy. Ngươi chịu ở lại đã là sự ủng hộ lớn nhất cho Tần gia. Chuyện kinh doanh của Bách Dược Đường suy yếu thế này không phải lỗi của ngươi. Huyền thảo Đường có bốn đại dược sư và cả tên phản đồ Trang Vũ Nhiên tỏa trấn, Thác Bạc trưởng lão dù có tài giỏi cũng không thể làm gì được. Tần Nhã Anh thở dài đầy phiền muộn. Kỳ thực, sự suy yếu của Bách Dược Đường không hoàn toàn là do Thác Bạc trưởng lão một mình gánh vác còn có một nguyên nhân lớn khác là vấn đề kinh doanh. Nếu có chiến lược kinh doanh tốt, dù không bằng huyền thảo đường, nhưng cũng sẽ không đến nỗi suy yếu như hiện tại. Các đông hút chen vào. Bách dược đường đã có lịch sử 200 năm, từ trước đến nay vẫn kinh doanh theo cách này. Không chỉ riêng bách dược đường, các dược đường khác cũng tương tự. Ý của các trưởng lão là thay đổi phương thức kinh doanh thì có thể làm cho bách dược đường hồi phục. Điều đó sao có thể? Huyền thảo đường có một luyện đan sư tọa trấn, sao có thể so sánh được. Tần Nhã Anh nghe vậy, đầy nghi ngờ nhìn các Đông Húc. Nếu thực sự đặt tâm vào, thì không có gì là không thể. Các Đông Húc mỉm cười tự tin. Ở địa cầu, nền kinh tế hàng hóa đã phát triển đến mức cao, trong khi ở nơi này, các Đông Húc nhận thấy kinh tế vẫn còn dừng lại ở giai đoạn xã hội phong kiến, kinh tế hàng hóa vẫn đang ở giai đoạn sơ khai. Các Đông Húc là ai? khi còn học cấp 3, trong khi hầu hết các học sinh khác chỉ biết chôn đầu vào sách vở, hắn đã bắt đầu nghiên cứu kinh tế học, đầu tư vào các xưởng sản xuất, mua đất đai. Chỉ trong vài năm, hắn đã tạo dựng được nhiều công ty lớn, trở thành một doanh nhân bí ẩn và giàu có của Trung Quốc. Mặc dù các đông hút sau này tự nhận mình không giỏi kinh doanh, nhưng với tầm nhìn chiến lược, hắn đã tạo dựng được nhiều công ty lớn và trở thành người đứng sau thành công của nhiều doanh nghiệp lớn. Các Đông Húc thực sự là một thiên tài kinh doanh. Hiện tại, khi một thiên tài kinh doanh từ một xã hội có nền kinh tế phát triển cao như các Đông Húc đến một nơi vẫn còn dừng lại ở giai đoạn kinh tế phong kiến, việc hồi sinh một cửa hàng dược liệu chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn. Lời ấy nghĩa là sao? Tần Nhã Anh càng ngạc nhiên khi thấy vẻ tự tin của các Đông Húc, còn Thác Bạc Lãnh đã cau mày, ánh mắt trở nên bất thiện khi nhìn hắn. Thác Bạc Lãnh là người xuất thân bần hàng đã từng chịu nhiều cực khổ và luôn trầm mặc ít nói, không thích những người chỉ giỏi miệng lưỡi. Thương Minh Thành không phải là thủ đô Bình Hoàn Thành, có bao nhiêu người có khả năng mua đan dược. Trang Vũ Nhiên phần lớn thời gian chỉ là vật trang trí làm bản hiệu. Hầu hết khách hàng thực ra chỉ mua các loại thuốc nước, thuốc cao hoặc viên thuốc thông thường. Những loại thuốc mà huyền thảo đường có, bách dược đường cũng có. Và với mức giá tương tự, chất lượng của chúng ta chắc chắn không thua kém huyền thảo đường, đúng không? Các đông hút hỏi. Đương nhiên. Thác bạc lãnh đáp một cách tự tin. Vậy là rõ ràng rồi. Huyền thảo đường có gì, chúng ta cũng có. Họ chỉ hơn chúng ta ở cái bản hiệu trang vũ nhiên. Các đông hút nói. Nhưng chính bản hiệu đó mới là yếu tố quyết định. Tần Nhã Anh cười khổ. Đó là vì các ngươi không có sự khác biệt so với huyền thảo đường họ có lợi thế từ bản hiệu trang vũ nhiên, và khi họ quảng bá, lợi thế này sẽ được mở rộng vô hạn. Nếu như sản phẩm giống nhau, giá cả tương tự, thậm chí môi trường mua sắm và khám bệnh cũng tương tự, thì đương nhiên khách hàng sẽ chọn huyền thảo đường. Các đông hút giải thích. Ý của ngươi là dùng chiến lược giá cả. Phương pháp này chúng ta đã thử qua, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, rồi phải từ bỏ. Một mặt là vì giá quá thấp, không thể duy trì lâu dài, mặt khác là vì có quy định, nếu chúng ta định giá quá thấp, các dược đường ở Nam Lan Quốc sẽ có ý kiến. Tần Nhã Anh lắc đầu. Nhìn cái này, bổ nguyên linh hoàng của các ngươi giá một bình là 1.000 đồng tiền vàng, nếu giảm xuống còn 998 đồng tiền vàng, liệu có bị coi là chiến lược giá rẻ không? Các đông hút chỉ vào một bình thuốc thích hợp cho tu sĩ luyện khí tầng 8 trở xuống hỏi. 1.000 đồng tiền vàng, chỉ giảm 2 đồng tiền vàng, tự nhiên không tính là chiến lược giá rẻ. Tần Nhã Anh không chút nghĩ ngợi đáp. Vậy một loại thuốc giá 500 đồng tiền vàng, đổi thành 499 đồng tiền vàng cũng không bị coi là chiến lược giá rẻ chứ. Các đông hút chỉ vào một loại thuốc khác hỏi. Đương nhiên không tính. Tần Nhã Anh trả lời, nhưng trên mặt nàng đã xuất hiện một tia nghi hoặc, không biết các đông hút hỏi những điều này với dụng ý gì. Nếu vậy, hãy giảm giá các loại thuốc từ số nguyên xuống, chẳng hạn một đồng tiền vàng thành 99 ngân tệ. Tầng dưới cũng tương tự, một đồng tiền vàng đổi thành 99 ngân tệ. Các đông hút đề xuất. Tại sao? Định giá số nguyên dễ tính toán hơn, ngươi đây không phải là tự làm khó mình sao? Tần Linh Nhi lập tức kêu lên. Đúng đấy, các trưởng lão, ta cũng thấy Linh Nhi nói đúng. Ta không hiểu lắm về đề xuất của ngươi. Tần Nhã Anh nhíu mày, nếu đại tiểu thư tin tưởng ta thì hãy làm theo lời ta thực ra việc này cũng không tốn bao nhiêu công sức còn tại sao phải làm như vậy chờ sau một thời gian ngắn ta sẽ giải thích rõ ràng bây giờ nói cũng vô ích các đông hút khẽ mỉm cười trên địa cầu các siêu thị bán lẻ sử dụng chiến lược giá cả thấp một cấp để đáp ứng tâm lý của khách hàng chẳng hạn một món hàng giá 1.000 đồng tiền sẽ được định giá là 998 đồng tiền để khách hàng cảm thấy nó ít hơn 1.000, từ đó dễ dàng chấp nhận hơn. Đương nhiên, khách hàng thường cảm thấy số lẻ ít hơn số chẵn và số lẻ chính xác hơn số nguyên, tạo cảm giác tin tưởng vào giá cả mà thương gia đưa ra. Đây là những kết quả mà các cơ quan chuyên nghiên cứu tâm lý khách hàng đã thu thập được nhưng các đông hút không thể giải thích rõ ràng với tần nhã anh về những thay đổi nhỏ này có thể ảnh hưởng lớn đến cách mà khách hàng nhìn nhận thương hiệu dù hắn có giải thích có lẽ tần nhã anh cũng sẽ không tin tưởng vì vậy tốt hơn hết là chờ kết quả rồi hắn sẽ giải thích sau khi đã có bằng chứng thuyết phục hơn ta tự nhiên tin tưởng các trưởng lão hơn nữa đây cũng chỉ là một việc nhỏ tần nhã anh tuy rằng vẫn cảm thấy đề xuất của các đông hút có chút kỳ lạ nhưng vì hắn là khách khanh trưởng lão mà việc này cũng không lớn nên nàng đồng ý làm theo còn về các loại thuốc ở tầng dưới hãy chọn vài loại có giá cả tương đối thấp lại là những loại thuốc phổ biến thường được sử dụng và bán với giá vốn ta nghĩ rằng lợi nhuận chính của bách dược đường chủ yếu đến từ tầng hai nên việc chọn vài loại thuốc rẻ ở tầng dưới và bán với giá vốn thậm chí có thể lỗ nhẹ cũng không gây thiệt hại lớn những dược đường khác chắc cũng sẽ không có ý kiến gì. Các đông hút tiếp tục đề xuất khi thấy Tần Nhã Anh đã chấp nhận những lời khuyên trước đó của hắn. Các trưởng lão, ngươi đang có ý định gì đây? Nếu ngươi biết lợi nhuận chính của chúng ta là ở tầng 2, thì tại sao lại dằn vặt với thuốc ở tầng 1? Hơn nữa, những loại thuốc rẻ tiền này chỉ có dân thường không tu hành mới cần đến, còn những người có tu vi thì ai mà để mắt đến? Tần Linh Nhi nhìn các đông hút với ánh mắt đầy hoài nghi các đông hút chỉ mỉm cười mà không trả lời tần linh nhi rồi quay sang nhìn tần nhã anh ý tưởng của các đông hút dựa trên hiệu ứng ngất vòng trong tâm lý học mà các siêu thị hiện đại thường áp dụng họ định giá thấp cho các mặt hàng thiết yếu để tạo ấn tượng rằng siêu thị của họ có giá rẻ từ đó thu hút khách hàng sau đó siêu thị có thể định giá cao cho những mặt hàng khác để bù đắp tổn thất phương pháp này không chỉ giúp tăng cường hình ảnh mà còn thu hút khách hàng đến nhiều hơn những điều này các đông húc không thể giải thích rõ ràng với tần linh nhi và tần nhã anh vì họ chưa từng tiếp xúc với nền kinh tế hiện đại tần phủ của chúng ta vẫn còn đủ khả năng để thử những ý tưởng này chúng ta cứ làm theo lời của các trưởng lão tần nhã anh dù có chút băn khoăn nhưng vẫn đồng ý vì đã chấp nhận đề xuất ban đầu của các đông húc thác bạc lãnh không thể chịu đựng được nữa khẽ hừ lạnh một tiếng rồi quay người bỏ đi không thèm nói thêm lời nào các trưởng lão đừng để bụng, thác bạc trưởng lão tính cách vốn như vậy. Tần Nhã Anh lo lắng các đông hút sẽ phật lòng nên vội vàng giải thích. Ta không phải người nhỏ mọn. Các đông hút mỉm cười, rồi đưa ra thêm vài đề xuất khác, bao gồm việc thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi, cải thiện thái độ phục vụ của nhân viên, và nhiều chi tiết nhỏ khác. Dù không hoàn toàn tin tưởng vào những đề xuất này, Tần Nhã Anh vẫn nhất nhất đồng ý và còn gọi bùi trưởng quỹ đến để thông báo các thay đổi dù bùi trưởng quỷ không hiểu rõ mục đích của những thay đổi này nhưng với vị trí của mình hắn chỉ có thể tuân theo sau khi bàn bạc xong các đông hút đi dạo một vòng ở tầng hai hắn nhận thấy ngoài các sản phẩm thuốc đã qua chế biến bách dược đường còn bán nhiều loại dược liệu quý thậm chí có cả linh dược nhất phẩm và nhị phẩm không có linh dược từ tam phẩm trở lên dù vậy các đông hút vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự giàu có của hoác lâm động thiên ở trung quốc nếu một môn phái có linh dược thì họ sẽ bảo vệ rất cẩn thận không dễ gì để bán ra ngoài nhưng ở đây ngay cả trong một thành phố nhỏ như thương minh thành các linh dược nhất phẩm và nhị phẩm lại được bày bán công khai tuy nhiên giá của các linh dược này không hề rẻ không được tính bằng kim tệ mà bằng nguyên thạch các đông hút sau khi hỏi thăm mới biết nguyên thạch chính là loại đá quý chứa linh khí mà hắn đã tìm thấy ở đông hải bí cảnh mà hắn tự đặt tên là linh thạch hiện tại hắn mới biết rằng tên chính thức của nó là nguyên thạch. Ngân tệ, kim tệ và nguyên thạch đều là những loại tiền tệ lưu thông cứng ở Nam Lan Quốc và các quốc gia khác. Một nguyên thạch có thể đổi lấy một nghìn kim tệ, chứng tỏ giá trị của nguyên thạch đối với tu chân giả cao đến mức nào. Tu chân giả cần nguyên thạch để tu hành, nhưng họ cũng cần kim tệ và ngân tệ để sinh hoạt và mua sắm từ dân thường. Điều này giải thích vì sao cả kim tệ và ngân tệ vẫn còn được sử dụng rộng rãi giữa họ. Các đông hút còn biết rằng nguyên thạch có hai nguồn gốc chính ở Hoắc Lâm Động Thiên, một là khai thác từ các mỏ nguyên thạch, hai là săn giết nguyên thú. Mỏ nguyên thạch được hình thành từ các vật chất chứa linh khí sâu trong lòng đất, sau hàng nghìn năm biến đổi mà thành. Điều này khiến các đông hút liên tưởng đến quá trình hình thành dầu mỏ trên địa cầu. Khai thác mỏ nguyên thạch là việc của các gia tộc lớn hoặc thi ma tông. Nếu một gia tộc nhỏ phát hiện ra một mỏ nguyên thạch, họ phải báo cáo với hoàng gia các mỏ nhỏ sẽ do hoàng gia khai thác, còn mỏ lớn sẽ được giao cho thi ma tông giám sát. Nguyên thú, mặt khác, là những loài động vật đặc biệt. Chúng được chia thành bốn cấp, thiên, địa, huyền, hoàng, tương ứng với các cấp độ trong tu chân giới. Hoàng giai có 12 tầng, tương ứng với luyện khí kỳ. Ví dụ như hắc vũ thiết trảo nguyên ưng mà các đông hút từng gặp là hoàng giai tầng 11. Huyền giai nguyên thú tương đương với long hổ cảnh, cũng chia làm 9 tầng. Những con thú này tự nhiên hấp thu linh khí từ thiên địa, khi đạt đến hoàng giai tầng 8 trở lên, chúng có khả năng tạo ra nguyên thạch trong cơ thể. Điều kỳ lạ là dù chúng mạnh mẽ đến đâu, chúng vẫn không phát triển linh trí để trở thành yêu tu. Do có thể tạo ra nguyên thạch và chứa linh khí trong cơ thể, nguyên thú trở thành mục tiêu săn bắt để thu hoạch nguyên thạch và các bộ phận quý giá khác. Nguyên thú chủ yếu sống trong nguyên thú sơn. Một dãy núi chạy dọc Hoắc Lâm Động Thiên. Mỗi mùa đông, mọi người sẽ vào núi săn bắn vì đây là thời điểm nguyên thú suy yếu nhất. Tiên phụ đã qua đời khi săn bắn trong Nguyên thú sơn, bị một huyền giai nguyên thú tấn công. Năm nay đại tiểu thư cũng định vào Nguyên thú sơn, thật khiến người lo lắng. Tần Linh Nhi nói nhỏ với các đông húc khi hai người đi theo Tần Nhã Anh. Nguyên thú sơn có nhiều huyền giai nguyên thú lắm sao? Các đông húc nghe vậy, không khỏi lo lắng hỏi. Huyền giai nguyên thú thường sống sâu trong núi, chúng ta chỉ săn bắn ở vùng ngoại vi nên ít khi gặp phải. Nhưng dù vậy, nguyên thú sơn vẫn rất nguy hiểm. Ví dụ như lần trước chúng ta gặp Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng, trong nguyên thú sơn có khi chúng xuất hiện thành bầy. Ngươi tưởng tượng xem, một bầy Hắc Vũ Thiết Trảo Nguyên Ưng thì đáng sợ thế nào. Tần Linh Nhi đáp, mắt lộ vẻ sợ hãi. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, nếu nguyên thú sơn không nguy hiểm thì mọi người đã sớm đổ xô vào săn bắt nguyên thú rồi tần nhã anh quay đầu lại nói nhưng đại tiểu thư tần linh nhi muốn nói gì đó nhưng lại thôi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nàng trước đây khi phụ thân ta còn là gia chủ hắn đã mạo hiểm thâm nhập nguyên thú sơn để tìm hiểu về huyền bí của long hổ cảnh hy vọng gia tộc có thể duy trì sự hưng thịnh lâu dài giờ ta là gia chủ chẳng lẽ lại có mình ở nhà mà không dám đối mặt với nguy hiểm hơn nữa tình hình hiện tại buộc ta phải dấn thân vào lần mạo hiểm này tần nhã anh kiên quyết nói nhưng ta thật sự không muốn thấy đại tiểu thư vào nguyên thú sơn mạo hiểm tần linh nhi mím môi đôi mắt bắt đầu ngấn lệ nha đầu nhà ngươi đã lớn rồi mà vẫn còn bướng bỉnh như một đứa trẻ không nên để các trưởng lão chê cười tần nhã anh cảm nhận được tình cảm chân thành của tần linh nhi quay lại xoa đầu nàng nhẹ nhàng nói hắn dám tần linh nhi lau nước mắt rồi quay sang các đông húc quơ quơ tay như cảnh cáo các đông húc với vẻ ngoài trẻ trung và không phô trương khiến tần linh nhi khó mà coi hắn như một trưởng lão quyền uy ha ha ta nào dám chế nhạo linh nhi cô nương nhưng thật ra ta rất tò mò về nguyên thú sơn nếu đại tiểu thư vào núi săn thú hãy dẫn ta theo cùng. Các đông hút cười đáp. Nghe vậy, Tần Nhã Anh khẽ rùng mình, còn Tần Linh Nhi thì mở to mắt nhìn các đông hút, ngạc nhiên. Nguyên Thú Sơn đầy rẫy hiểm nguy, bình thường thì khách khanh trưởng lão của Tần Phủ không ai tình nguyện tham gia vào cuộc săn nguy hiểm này. Đa tạ. Một lúc sau, Tần Nhã Anh nhẹ nhàng nói. Nói một chút về thác bạc trưởng lão đi. Ta thấy hắn rất đặc biệt. Các đông hút cười nhẹ, đổi chủ đề sao vậy ngươi có gì không hài lòng với thác bạc trưởng lão à tần nhã anh liếc mắt nhìn các đông hút dò xét yên tâm đi ta không phải người hẹp hòi chỉ là ta hơi tò mò hắn là một chế thuốc đại sư tuổi tác cũng đã cao nhưng sao tu vi lại không cao lắm các đông hút hỏi ai thác bạc trưởng lão thực sự rất đáng thương cha mẹ hắn mất sớm phải tự lực cánh sinh từ khi còn nhỏ không có cơ hội tu hành. Khi lớn lên, hắn mới nhận ra mình có thiên phú tu hành, nhưng đã bỏ lỡ thời kỳ tốt nhất, hơn nữa cũng không có tiền để mua công pháp tu hành. Nhưng thác bạc trưởng lão không cam lòng, hắn vào núi sâu hái thuốc để kiếm tiền. Vết sẹo trên mặt và cái chân gãy của hắn chính là kết quả của một lần rơi xuống trong lúc hái thuốc. Sau khi bị thương, hắn không thể vào núi hái thuốc nữa, nên dựa vào chút kinh nghiệm dược liệu tích lũy để xin học nghề nhưng với ngoại hình xấu xí và không có tu vi không ai muốn thu nhận hắn làm đệ tử cuối cùng hắn đến bách dược đường phụ thân ta cảm thấy thương xót và quyết định thu nhận hắn thác bạc trưởng lão phải làm công việc của một nô bộc nhưng với sự kiên nhẫn và tài năng thiên phú hắn tự học cách chế thuốc và còn dùng tiền tích lũy được để mua công pháp tu hành vì vậy đừng coi thường luyện khí năm tầng của thác bạc trưởng lão nó là thành quả của sự kiên trì không dễ dàng tần nhã anh cảm thán nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha